Hai chào cả nhà mình nha. Thì sáng nay mình sẽ quay lại chủ đề mà rất là nhiều anh em đang quan tâm đến, đó chính là nuôi chú chè lửa sinh sản và cái bố trí AV như thế nào cho thích hợp ha. Thì sáng nay thì mình sẽ giới thiệu cho anh em hai cái loại AV. Thì một cái to và một cái nhỏ. Để cho dành cho những anh em mà có không gian diện tích rất là hẹp vẫn có thể là ghép chơi được ha. Em như anh em nói á, thì hiện tại bây giờ là chim đó hết sinh sản rồi, thật sự mà nói là chưa chắc đâu nha. Thì đối với những anh em mà nuôi chim mà nuôi trong lồng nhốt như tụi mình như thế này á, thì có thể gọi là nó đẻ được quanh năm, thì mình làm sao để cho con chim của mình khai lông xong mà mình thúc căng lửa thì có thể là bắt đầu vào mùa ghép sinh sản tiếp ha. Thì đối với chim rừng á thì nó phải theo mùa, tại vì ở ngoài tự nhiên á thì con chim nó phải bắt buộc theo yếu tố tự nhiên ở ngoài, thì cứ mùa mưa tới hay là mùa gì này kia nọ thì cứ ăn nhiều quá thì nó mới có sinh sản được. Còn đối với như mình nuôi như thế này là lúc nào cũng đồ ăn cũng ê hề, cho nên là không có cần bận tâm đến cái việc là con chim của mình nó thiếu hụt thức ăn. Ok, thì sẽ đi vào chủ đề chính ha, đó chính là với giới thiệu AV và cách nuôi ghép như thế nào. Thì đầu tiên á thì anh em bắt buộc là phải có một cặp chim. Cặp chim đó là chim gì thì nói chung là mình nuôi chim gì là phải có cặp chim đó mới được, đúng không? Chứ mà không thì đâu có thể nào mình ghép được. Đó chính là mình sẽ chuẩn bị một cặp chích chè lửa sinh sản. Thì chích chè lửa sinh sản như là mình có thể là mình chọn từ những con chim con, hoặc là chim bổi, hoặc là chim của anh em khác ghép rồi, hoặc là những con chim thuộc anh em đang nuôi chơi chán anh em bỏ vào và anh em ghép. Nhưng mà đối với nhiều anh em á, ghép được chủ yếu lấy chim con ra để mà kinh doanh hoặc là này kia nọ, thì họ nhiều khi họ cũng không quan tâm đến cái việc là con chim mình nó có tố chắc hay không. Nhưng đối với những anh em mà chơi mà có kinh nghiệm hay này kia nọ thì tất nhiên là người ta sẽ lựa những con chim hay và nó có nét gì đó thì bắt đầu mới ghép. Thì mỗi người sẽ có một kiểu thôi. Còn nếu mà ví dụ mà kinh doanh dạng đại trà mà bán rẻ thì tất nhiên là không cần nhất thiết là phải con chim nó hay hay không, là như vậy. Còn đối với những anh em mà chơi thì phải chọn giống như mình, là chơi là mình phải chọn những con chim nó hay xuất sắc thì mới đem ghép, chứ không phải là mình đụng con nào mình thấy mình lấy con đó mình ghép thì như vậy chim con ra sẽ không hay ha. Thì cái mẫu AV đầu tiên này mình có cái mẫu AV 2 tầng ha. Thì mình sẽ giới thiệu cho anh em một tầng thôi để anh em có thể là anh em dùng cho ở cái nơi diện tích hẹp của nhà anh em, là hoặc là anh em có thể ghép ở dưới đất cái lồng nhỏ như thế này. Thì bề ngang của mình nó chỉ có 80cm thôi nha, anh em nhớ giùm mình 80cm và cao lên là 1m. Cao lên đây là 1m ha. Và dài ngang như vậy là 1m8. Đó. 1m8 anh em có thể là ngắn hơn một xíu cũng được, rồi 1m6 thì như vậy là cũng sẽ ok, không có gì hết. Thì ở bên trong á thì mình có hai dạng để thiết kế cái lồng. Đầu tiên thì anh em có thể thấy là ở đây là nó trống trơn gì hết, chỉ có những cái cây đậu kèo đậu thôi. Và đặc biệt một cái là anh em thấy không? Nó rất là trống, không gì hết. Và anh em thấy cái này không? Đó, cái tấm màn này dùng để làm gì? Để che chắn gió ha, để cho con chim của mình á nó sẽ không có bị những cái lúc mà ví dụ mưa gió này kia nọ, mình thấy là mình phủ xuống, mình che nó xuống như thế này thì nó sẽ kín gió hơn, là không có gì dù nữa. Và anh em thấy những ba mặt kia của mình không, là đều che kín hết. Anh em chịu khó giúp mình nha, che kín nha, chứ đừng có để mà nó trống quá nha. Trống quá thì con chim của mình nó sẽ có nhiều khác yếu tố khác ảnh hưởng lắm, là con người nè và những cái động vật khác bò qua sẽ hoảng và gây cho chim của mình không thể nào đẻ được. Và cái AV thứ hai mình có thể là bố trí đó chính là AV rậm. AV rậm như thế này á là dành cho những con chim mà anh em mới vừa bắt cặp. Để cho rậm như thế này á là để dành cho những con chim đánh nhau, nó quánh nhau là nó sẽ có chỗ núp chỗ trốn. Thì cái lợi cái hại của mỗi cái nó sẽ khác nhau nha, chứ không phải là cái nào nó cũng có lợi, cái nào cũng có hại hết á. Thì cái này á, lợi một cái á là những con chim á nó đánh nó sẽ có chỗ núp. Còn như bên kia nó đánh một cái là chỉ có thấy đường là đè đầu hồi lụm xác ra thôi. Cho nên đối với những con chim nào anh em muốn trống như này, nhưng bên kia nó dễ quan sát hơn. Ví dụ nó chim con nó có xuống ra rồi mình dễ thấy hơn. Nhưng bên đây chim con nó có xuống thì cũng hơi khó hơn xíu, tại vì lùm cây bụi rất là nhiều. Thì nhưng mà làm như thế này thì nó sẽ giống với tự nhiên ở bên ngoài hơn. Tại vì anh em cũng biết rồi, chích chè lửa nó sẽ ở những khu rừng rậm rạp, chứ nó không ở những nơi trống trải gì hết ha. Còn mà mình nuôi ghép để muốn nhìn á thì mình làm cái kiểu kia để quan sát này kia nọ thôi. Nhưng mà đặc biệt lưu ý với mình ở chỗ này, đó chính là mồi á, thức ăn cho chim á, thì khi mà anh em ghép anh em chịu khó giúp mình là hai máng nước và hai máng thức ăn để hai vị trí khác nhau nha. Cho nên là anh em cả nhà thấy không, ở trong này mình có một cái máng ở đây đó, và ở bên này cũng có một cái nữa.
ví dụ như con trống á, nó đang sung căng quá, nó xuống đây nó ăn thì con máy nó bắt buộc nó qua bên kia nó ăn. Chứ mà con máy nó đâu có thể nào mà nó lại đây nó ăn được đâu, đúng không? Và cũng có trường hợp ngược lại là con máy nó quýnh con trống. Không phải là cái nào là con trống cũng đều đặn quýnh đâu nha, có những con sẽ như vậy. Thì mình sẽ làm như vậy để cho con chiên của mình nó được khỏe mạnh hơn, là con này ăn con kia cũng ăn, kể cả hai con dí mặt dí nhau mệt rồi ha. Thì tất nhiên là con trống dí con máy thì hai cả hai đều chạy qua giờ lại, nhớ qua giờ lại hết thì nó sẽ mệt. Thì uống nước thì cũng phải có hai nơi đó, như vậy thì con trống uống bên này, con máy sẽ uống bên kia. Chứ anh em dùng một máng nước và một máng thức ăn thì con chiên của mình nó sẽ ảnh hưởng đến rất là nhiều đến cái cái tỷ lệ sống sót của nó ha, là con chiên của mình nó sẽ chết khi mà nó thiếu nước hoặc là thiếu thức ăn. Nó bay nó nhảy nhiều quá, anh em cũng tính đi, anh em chạy mệt mà anh em không uống nước đi thì sẽ như thế nào, chịu làm sao nổi, đúng không? Đó, thì đây là cái mẫu chuồng và thiết kế hai cái thì mình cũng chia sẻ anh em. Và cái mẫu thứ hai mình cũng chia sẻ đó chính là cái mẫu chuồng, nó nhỏ hơn chuồng này một tí ha, nhưng mà cái ghép vẫn ok nha. Ok, mình sẽ qua đây. Và cái mẫu chuồng này của mình đây, chắc anh em nào mà xem mình sẽ biết ha. Mẫu chuồng này của mình á, ngang 60, cao 60, bề ngang thì cũng là 1m8, bề dài nói chung là ngang thì giống y bên kia, chỉ có là cao với lại rộng nó khác nhau thôi ha. Thì nó hay nó hơi hẹp tí, nhưng mà bố trí AV thì mình cũng dán giống dần kia ha. Thì ở đây mình sẽ bố trí gầm gạp, và cái AV này của mình có hai vách ngang, mình hơi kéo ga kéo vô được ha. Đây nè, kéo ga để mình ngang làm hai. Thì khi nào mà mình cần thiết á, mình sẽ tấp vô để mình tách hai con riêng ra như thế này và để mình nuôi đó. Còn không á thì thông chuồng đó, như thế này thì nó rất là dễ đánh nhau, tại vì nó diện tích nó khá là nhỏ và nó đánh nhau thì tụi nó sẽ không thể nào mà né kịp. Cho nên là bắt buộc là những cái cây nhỏ như thế này á, mình không thể nào mà làm thoáng như bên kia được, là lúc nào phải cây cối rậm rạp ha. Thì cây ở trong này bố trí để những cái nhánh cây nào mà không rụng lá thì mọt á, là mình xài cái cây này nè. Ở nhà mình trồng rất là nhiều, chủ yếu là mình để dùng trong AV của mình để mình ghép chia sinh sản thôi. Cái cây thứ cây này thường thường thì người ta kêu bằng cây hồng lộc à. Và cái cây thứ hai á thì anh em có thể sử dụng á, đó chính là cái cây nhãn à. Khi anh em cưa nhãn, cái nhãn khô thì bỏ vô đây, nhãn tươi với lòng thì cái lá cũng rất là lâu rụng. Cái cây thứ hai nữa đó chính là cây trường, cây trường hay người ta gọi là cái vải thiều miền Nam á. Cây đó thì mình chặt mình bỏ vào trong này thì nó sẽ rất là lâu rụng lá. Thì ở nhà mình thường là mình sẽ dùng những loại cây khô như vậy thôi, còn anh em nào có điều kiện thì anh em trồng cây tươi vô cũng ok. Nhưng mà trồng cây tươi vào trong này thì có thể là những con chim mình nó cũng rất là thích lặt cái lá đi ha. Cho nên là anh em làm như thế nào để tốt nhất cũng được, còn không thì anh em có thể là làm trống. Nhưng mà làm trống như cái chuồng nhỏ như này làm trống á, thì con chim mình dẫn đến tình trạng quánh nhau mà nó nói chung mà dẫn đến chết thì nó tỷ lệ nó cao hơn cái lồng bên kia ha. Tại vì ở đây diện tích nó khá là nhỏ hẹp thì nó nhảy qua nhảy lại xíu là nó sẽ gặp mặt nhau và không thể nào trốn được, cho nên là bắt buộc phải làm rậm ha, chứ làm trống trơ là coi bó tay. Thì đối với những con chim mà hiện tại bây giờ anh em đang song lông á, thì anh em cứ chăm cho song lông đi rồi lên lửa cho nó thiệt là căng. Thì lên lửa thì anh em có thể là lên ở ngoài bằng những cái chuồng nuôi nhốt như thế này, hoặc là anh em làm những cái lồng nhỏ 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 anh em nuôi, hoặc là anh em thả khẩn trực tiếp vào trong AV giống kiểu y chang như thế này của mình, là vừa nuôi lông và vừa nuôi luôn sinh sản ở trong này là làm cho con chim căng lửa trong này luôn, là mình cho ăn và mình thúc mồi vô. Thì thúc căng lửa đối với chiếc trà lửa thì nó rất là dễ. Có nhiều anh em nói phải khi mình thay lông thì phải cho ăn cám này kia nọ, hoặc là thúc mồi cám này kia, thì nói chung là đối với mình thì mình không cần đó. Khi mà nuôi chim sinh sản rồi thì mình đó, tất cả tụi nó ăn đều là mồi dế 100%. Khi mà mình cảm giác mình tụi nó xong lông rồi á thì mình bổ sung thêm một món nữa, đó chính là con sâu gạo Thì anh em biết rồi, con sâu gạo thì sẽ giúp cho con chim của mình nó rất là nóng và nó căng lửa lên. Thì là làm như vậy thì con chim của mình nó sẽ ok hơn ha. Và khi mà ví dụ y như này mình nè, đó hai con trống thì nó khai lông gần xong, mà con máy hiện tại bắt đầu khai lông đó. Thì mình làm sao cho hai đứa nó khai lông nó căng đều hết thì cũng khá là khó, đúng không? Thì cứ bơm dế vô từ từ, khi nào mình em thấy con lửa máy nó xong lông rồi á thì bắt đầu mình sẽ bơm sâu vô đó, thì cả hai lúc đó sẽ từ từ căng. Còn anh em nếu mà muốn nhanh hơn nữa cho con trống nó căng lên á thì anh em bắt con trống ra ngoài anh em chăm nữa,
Ok, mình có điện thoại vừa nghe xong. Thì nói chung thì anh em, nếu mà anh em sợ không có đủ thời gian để anh em chăm kiểu như mình á, thì anh em có thể là bắt con trống ra ngoài anh em chăm. Hoặc là như những cái lồng này của mình á, mình hỏi ngăn tới làm 3 lần. Đó, ở đây nè, ở đây một cái. Ở đây mình đẩy cái tấm ván vô là mình hơi ngăn làm 3, mình nuôi lửa từng con từng con. Thì con chim của mình á thì nó sẽ ok hơn, thì nhanh hơn. Ví dụ là con trống nó xong lông nó hót ầm ầm cãi nó bên đó đi, thì mình sẽ ngăn nó để ở đây. Và con máy hiện tại bên kia nuôi lông đúng không, mình chỉ chăm chế độ nuôi lông thôi, còn con này căng lửa thì giúp nó căng lửa thôi. Còn cái việc này nữa thì anh em nói á, đối với con chim mà sinh sản thì anh em muốn thúc cho nó cực là nhanh để cho nó căng lửa thiệt là lẹ, bằng cách là chơi cắm thuốc. Cắm thuốc là cắm như thế nào? Cắm là anh em dùng nhiều chất kích thích trong đó và nhiều cái lượng mồi tươi khác nhau. Ví dụ anh em mà bỏ kỳ tử rồi mặt mặt con tắc kè hay là thịt tắc kè này kia nọ vô, rất là nhiều anh em bỏ vào trong đó đó. Rồi anh em cho nó ăn, cho nó mau căng lửa lên, anh em trộn vô cám, anh em pha như vậy á. Thì họ sợ mà nói, nếu mà đối với những con chim như vậy á, thì mình thấy như thế này có trường hợp. Đó chính là khi mà anh em hút căng quá như vậy rồi, khi mà nuôi sinh sản anh em nghĩ đi, nó đâu ăn cám đâu, nó ăn mồi tươi thôi. Thì anh em thấy cái lượng mà mồi dư như vậy á, thì vô chim đang căng lên xong tự nhiên không ăn dế ăn sâu lại, cái là ảnh hưởng đến con chim mình nó sốc lông. Chủ yếu những cái mồi như vậy hay là cám đó đó, thì anh em chỉ yếu anh em dùng cho những con chim anh em khi đấu hay này kia nọ, để cho nó căng lên ra ngoài đấu trường chơi thì nó phải làm đủ lực để chơi. Chứ còn mà nuôi sinh sản mà anh em nuôi kiểu đó thì thật sự nói là chắc nó đẻ được lứa hai lứa là sẽ rớt lông tiếp tục. Và thậm chí khi mà nó đang ăn như vậy rồi anh em nó nuôi con, có thể là nó sẽ ảnh hưởng đến chim con và cái hiệu quả và năng suất khi nó đẻ nữa. Cái đó chính là nó sẽ ăn trứng hoặc là phá trứng, tại vì nó căng nó sung quá rồi, mà khi mà đổi này kia nọ thì anh em cũng biết rồi, ở trong trứng thì nó có rất là nhiều chất dinh dưỡng này kia nọ, thì có thể nó sẽ ảnh hưởng đến trường hợp đó. Cho nên là đối với mình thì mình thấy đối với những con chim sinh sản thì anh em không nên thúc căng kiểu đó đâu. Anh em chỉ cần là cho ăn căng bình thường thôi, là chế độ mồi anh em hợp lý một tí, là những con chim đang hay lông thì ăn sâu, ăn dế, ăn cám, ăn này kia nọ, và những loại thường thường thôi, đừng dần cho ăn quá cao siêu. Và những khi mà nó vô lửa thì anh em cho ăn như sâu nè, rồi liu điêu nè, cầu cào nè, đó, vậy thì giúp cho con chim của mình nó có thể là nó sẽ lên lửa từ từ và nó ổn hơn cho tình trạng sức khỏe của nó. Như vậy thì con chim của mình nó có thể là nó đạt được năng suất cao hơn. Ok vậy ha, thì tất cả mọi thứ mình đều chia sẻ với anh em. Ngoài ra thì còn có một loại đặc biệt hơn nữa, đó chính là cái hút cái trứng. Hút cái trứng này là nhằm mục đích gì thì anh em cũng, anh em nào dùng của mình sẽ biết. Thì hút cái trứng này nhằm mục đích đó là mình sẽ bổ sung đầy đủ thêm chất khoáng, vitamin và chất dinh dưỡng cho con chim của mình, và để cho con chim của mình nó tạo cái điều kiện cho những cái bọ trứng của nó và cái phôi nó phải là nó đạt và đậu cao hơn. Thì cái này thì dùng cho cả hai ha. Ngoài ra anh em có thể là dùng như là ăn mực, vỏ sò, hoặc là cái gọi là cái phân trùng á, anh em xay, anh em nghiền ra, anh em trộn vào trong thức ăn anh em cho chim ăn, hoặc là anh em trộn vào những con sâu dế cho tụi nó ăn, rồi sau đó để cho con chim nó ăn, để nó hấp thụ gián tiếp như vậy, hoặc là anh em rưới lên trên người của con sâu con dế để con chim nó ăn và nó hấp thụ bên trong đó. Thì những cái đó là những cái cần thiết để cho anh em nuôi chim sinh sản ở những cái mùa trái quy luật như vậy. Thì hiện tại bây giờ là nó không có như xưa nữa. Ngày xưa là bắt buộc phải theo mùa này kia nọ, chứ giờ anh em thấy không, những anh em khác đang là cuối vụ, nhưng mà cũng có những anh khác hiện tại là đang là đầu vụ của họ đó. Chứ không phải là nhất thiết là bắt buộc là phải theo như quy luật của tự nhiên như ngày xưa nữa. Bây giờ trái cây anh em cũng thấy rồi, có những trái bây giờ thấy không, sầu riêng anh em thấy không, có quanh năm, chứ không phải như hồi xưa nó theo mùa nữa. Giờ chim cũng vậy, bây giờ chim non cũng có quanh năm được luôn, chứ không có phải nhất thiết là cuối mùa hay là đầu mùa gì kia hết á. Nhưng mà đầu mùa thì anh em thấy không, đầu mùa cái người này là cuối mùa người kia, thì tất nhiên là nó đâu phải theo xuyên suốt, nó liên tục. Thì mình có thể là mình chơi theo kiểu này là mình chia sẻ anh em, không biết đúng hay không ha. Nhưng theo mình nghĩ á, thì anh em nào có cái độ chăm mà theo kiểu gói đầu như những cái anh em khác á, thì mình thấy họ là khi mà đầu mùa mưa á, thì anh em hứng nước mưa anh em để dành, và giúp cho con nhân chim của anh em mà đang chưa rớt lông, anh em hút cho những con đã rớt lông luôn đó. Và cho và những con mà anh em cảm giác thấy nó đang căng đang sung á, thì anh em để cho nó đẻ, và những con yếu yếu anh em hút cho nó rớt luôn đó, là lấy nước mưa tắm cho nó mát. Rồi sau đó khi mà những con chim mà nó đang căng nó đẻ như vậy á, và bắt đầu nó rớt lông, thì những cái con mà anh em hút ngay đầu mùa mà sinh sản nó rớt lông rồi, thì bắt đầu khi mà đến nó thay lông xong
thì anh kia vừa hết thì anh này bắt đầu căng lên là nó lại tiếp tục nó đẻ đó. Mình sẽ có thể là mình chơi nói như vậy, nước mưa mình thể trữ được mà cả nhà, đúng không? À, thì thường thì nước mưa có rất là nhiều khoáng hay là vitamin hay là axit gì trong đó thì mình không biết, nhưng mà mình thấy là anh em chơi như vậy thì mình, đối với mình thì mình thấy, tại vì mình nuôi ở ngoài này thì nhiều lúc á mưa nó cũng tạt tạt vô nè, nhiều lúc cũng rất là bình thường hết nè, cho nên là mình không thể nào hút như vậy. Còn những anh em nào nuôi khép kín thì anh em chơi như vậy mình thấy rất là ổn. Thường thì anh em thấy không, có nhiều người họ xài ton nhưng mà nửa sáng và nửa tối á, cho nên là nước mưa ở đâu vô đâu. Và anh em hứng chơi như vậy thì mình thấy cũng khá là ok. Như vậy thì có thể là mình kiểm soát được cái lượng chim của mình ra vô, và mình biết được thêm nhiều cái, rồi đó chính là con chim của mình á, con nào nó chuẩn bị đẻ và năng lực của nó như thế nào nữa á. Thì như vậy rất là hợp lý để cho hỏi là chim mình đẻ rối đầu là liên tục luôn, không có cái nào mà nó bị gián đoạn. Ok vậy ha, thì sáng nay mình chia sẻ với anh em như thế. Nếu mà mình có nói gì sai hay là nó thiếu sót thì mong anh em thông cảm mà góp ý giúp mình. Thì anh em có thể là comment ở bên dưới những cái mà mình nói sai hoặc là những cái góp ý của anh em, thì mình sẽ tiếp nhận và mình chia sẻ với anh em khác. Mình sẽ không bao giờ mình giấu bất cứ cái gì đâu, cho nên anh em khỏi lo ha. Giờ thì mình cũng xin kết thúc video tại đây và chào tạm biệt mọi người nha. Hẹn gặp lại sau.